Tính từ đầu vụ đến nay thì đã có gần 1.000 tấn quả vải tươi được xuất khẩu sang thị trường của Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Hiện trung bình mỗi ngày có trên 20 phương tiện chở quả vải của các tỉnh miền Nam được thông quan sang Trung Quốc. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu vẫn đang ưu tiên luồng xanh, hỗ trợ mở tờ khai hải quan để quả vải sớm được thông quan ngay trong ngày, tránh bị hư hỏng. Dự báo trong thời gian tới, vải thiều tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang vào vụ thu hoạch, tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh triển khai xây dựng cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.